Chào bạn, thì trong ngày hôm trước chúng ta đã nói về cái phần laser ở gông. Thì mình nhắc lại đó là laser ở gông, người ta sử dụng hai yếu tố, đó là sự hấp thụ cạnh tranh từ chất khác và sự khuếch tán nhiệt từ từ chất hấp thụ. Và người ta chọn bước sóng có chọn lọc là 577 nanomet. Và để hạn chế cái tổn thương nhiệt ra vùng rộng, độ dại xung nhất định phải nhỏ hơn cái thời gian thoát nhiệt của cái mô chiếu laser đấy. Và đây là cái cơ sở lý thuyết cho cái laser chất chất màu xung mà được kích thích bằng đèn đèn flash Canada, nhìn con trỏ mình này đây, với bước sóng là 85 nanomet và độ rộng xung của nó là 450 microset. Đấy. Thời gian thoát nhiệt có đường kính là từ 10 cho đến có đường kính từ 10 cho đến 50 micromet, đó là trong khoảng từ 0,1 cho đến 10 mili giây, và trung bình của nó là 1,2 mili giây. Đấy. Nhiều cái nghiên cứu trên da đã khẳng định cái tính chính xác của lý thuyết này và nhấn mạnh tầm quan trọng của độ rộng xung. Thử nghiệm lâm sàng đã khẳng định cái tính hiệu quả của loại laser này trong việc điều trị cả người lớn lẫn trẻ em. Mặc dù bước sóng ban đầu là được xác định là 577 nanomet, nhưng mà chừng sau ấy nó được đổi thành là 585 nanomet để tăng cái tính thấm thấm vào vào da. Đó là chúng ta đang nói về laser à không. Cái phần tiếp theo là laser CO2. Phần laser CO2. Laser CO2 thì nó phát ra liên tục và nó tương tác với nước trong mô, đó là tương tác không đặc hiệu, và nó làm nóng nhanh cái nội bào và làm bay hơi mô. Nó hấp thụ ở cái lớp sâu là khoảng 20 micromet ở bề mặt mô đấy. Và nó bị hấp thu ở cái mức này, cho nên là để đạt được tới mao mạch bề mặt thì laser nó cần bay hơi cái lớp biểu bì và lớp da nằm ở trên đi. Điều này hạn chế cái khả năng ứng dụng vào tổn thương mạch da vì nguy cơ tạo sẹo từ cái vết laser tác động, và khi dùng để cắt hoặc là bốc bay, tổn thương mạch với đường kính nhỏ hơn 0,5 mm sẽ bị quang đông và mạch lớn hơn có thể gây gây chảy máu. Đấy. Khuếch tán nhiệt làm hoại tử do quang đông tại cái vùng chiếu và cần phải xét đến, và nó có thể có ích để cho việc là cầm máu mạch lớn nhưng có thể tạo sẹo không mong muốn nếu tổn thương liên quan đến biểu bì và mô. Đấy. Cái ý thứ hai đây. Cái phần tiếp theo là chúng ta cần tìm hiểu về laser màu. Laser màu, đối với laser màu thì cần phải kích thích bằng laser à không. Đấy. Và laser có khả năng là thay đổi bước sóng do có nhiều ứng dụng khác nhau. Bước sóng của nó trung bình là 577 nanomet. Được kích thích bằng laser à không, đã nói rồi đúng không? Đấy. Và phát liên tục và nó làm khuếch tán nhiệt. Do đó thì laser này cần dùng ở chế độ là 100 micromet và với thiết bị quét quét cơ học. Với thiết bị quét cơ học. Loại laser NDG, đây là loại laser rất phổ biến mà các bạn cần đặc biệt chú ý. Đây là loại laser phát liên tục, không có chất màu hấp thụ hoặc được hấp thụ ưu tiên ở da. Mặc dù mô sẫm màu hấp thụ hơn một chút đúng không? Ưu thế lớn của loại laser NDG trong điều trị mạch da đó là khả năng thấm sâu lớn. Nó có khả năng thấm sâu đến 1 cm và khả năng quang đông mạch có đường kính đến 7 mm vậy các bạn.
Đấy. Điều đó khiến nó có giá trị trong việc là điều trị u máu dạng dạng nốt dày. Và khi có đầu tiếp xúc sapphire thì NDG có dùng như một công cụ cắt với khả năng là điều khiển sự cầm máu tốt. Trong cả hai ứng dụng này thì cần phải chú ý đến sự khuếch tán nhiệt và sự tẹo sự cái tạo sẹo nó tiềm tàng. Và nếu bạn muốn biết nhiều hơn về cái phần điều trị sẹo lồi này bằng laser này thì vui lòng inbox cho mình có rất là nhiều tài liệu, file mềm, file video liên quan đến những cái nội dung này, và bạn có thể trao đổi inbox liên hệ với mình. Và vì thời gian có hạn cho nên mình nêu sơ qua chứ mình không nêu cụ thể đi vào từng phần nó như thế nào, đúng không? Chúng ta qua một cái phần tiếp theo là điều trị tổn thương sắc tố da. Thì để mà điều trị tổn thương sắc tố da đấy là một cái vấn đề nó gây cái sắc tố nó gây mất vẻ thẩm mỹ của con người. Vấn đề này tưởng đơn giản về phần chức năng nhưng nó lại cũng có tác động sâu sắc đến tâm lý và tình trạng phát triển của con người, đặc biệt là tác động đến xã hội nữa đấy. Và ngày nay thì cùng với sự hiểu biết về sự tác dụng phân hủy nhiệt chọn lọc của laser thì người ta đã giúp cho thầy thuốc có khả năng là xóa bỏ nó mà không để lại cái vết sẹo. Tổn thương sắc tố da ở đây có thể là nguyên nhân là bẩm sinh, hoặc là nguyên nhân do chấn thương, hoặc là tự xâm mình. Dù nguyên nhân gì để chăng nữa thì cần phải loại bỏ nó. Đấy. Và các loại laser thường được sử dụng cho mục đích này là laser Ruby Quick, laser NDIG Switch, laser KTB, laser Alexander Switch. Các loại laser này có khả năng phá hủy sắc tố melanin một cách có chọn lọc. Các tổn thương sắc tố này thường gặp là dày sừng, tăng tiết bã, bớt bớt xanh đen, nốt ruồi ở thượng bì, nốt ruồi son, vết cà phê sữa, sâm mình, chứng nám da. Laser hơi đồng thì phát ở hai bước sóng, trong đó có bước sóng là 511 nanomet. Ở bước sóng này thì laser hơi đồng có tác dụng là phân hủy nhiệt chọn lọc với sắc tố melanin và nó được dùng để điều trị các tổn thương sắc tố nóng, tổn thương sắc tố nóng nhé, lành tính. Nó có thể được dùng với hệ scanner để khống chế độ xuyên sâu của laser và tổn thương sắc tố. Đấy. Ví dụ xăm mình thì người ta sẽ ứng dụng laser CO2, laser NDG, laser argon. Nám da thì người ta sử dụng laser CO2, laser argon, laser UF. Đấy. Bớt xanh đen người ta sẽ sử dụng laser argon, laser UF. Đấy. Và trên thực tế kết quả tốt nhất khi người ta sử dụng một Q-switch với laser Ruby và laser KTB để điều trị những tổn thương sắc tố da lành tính. Người ta sử dụng ba loại laser công suất cao CO2, NDLG và hơi đồng để tiến hành can thiệp vào ngoại khoa thẩm mỹ và thu được những kết quả rất là tốt. Đó là những một vài cái nét chấm xuyến, nét nét điểm mà mình nhắc đến trong ứng dụng laser công suất cao trong vấn đề thẩm mỹ. Và bạn muốn trao đổi với mình, muốn cụ thể hơn thì vui lòng inbox cho mình, vui lòng liên hệ với mình nhé. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi học tiếp theo.